cao. Lại gặp anh lần nữa. Ủa sao lại lại gặp lần nữa? Để gặp hoài hả? Gặp ở đâu? Trời, trên TV ngày nào ông gặp. Bật lên là gặp rồi, bật lên là gặp rồi. Cha dữ rồi nha. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Quang anh, hiện tại là em 27 tuổi. Bạn tên là Quang? Dạ. Rồi chờ chút xíu xem bạn nữ như thế nào. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn. Quá xinh luôn. À, bạn tên là gì? Dạ em xin chào các khán giả, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em tên Mỹ Ngọc, năm nay em 28 tuổi. Ngọc 28 tuổi, dạ. Hiện Ngọc đang làm gì? Dạ em kinh doanh tại nhà. Mà kinh doanh về vấn đề gì? Dạ em kinh doanh về mỹ phẩm á anh Quyền Linh. Bạn bên đây bạn làm nghề gì? Em là nhân viên giao nhận phát thư của DHL. Giao nhận phát thư? Dạ. Mấy bút giao nhận mỹ phẩm được không? Được. Chị xin chia sẻ, chị quay lại cái vấn đề là chị và anh Quyền Linh lúc nãy là đang tranh cãi. Có nghĩa là tình yêu thì chúng ta có quan trọng cái chuyện quá khứ hay không? Dạ. Thì bạn có thể chia sẻ về trước giờ bạn có quen với bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi ạ. 2 mối tình. Dạ. Bạn nghĩ sao nếu như người bạn trai của bạn cũng có một cái quá khứ rất là dày? Thì bạn có cái quan điểm như thế nào về cái chuyện này? Em không có quan trọng quá khứ của bạn trai. Thí dụ thích kể thì em nghe, rồi thôi rồi qua. Tại vì em chỉ quan trọng cái hiện tại thôi. Tương lai thì xa quá cũng không quan trọng. Chị cũng quan điểm như vậy mà anh Quyền Linh lại không chịu. Nhưng nếu như người ta kể rằng người ta trải qua mười mấy mối tình rồi, mỗi mối tình như vậy 5-3 năm, hoặc thậm chí có mối tình 2-3 ngày vậy, em nghe một cái tình trường quá dài và đặc như vậy, em có sợ không? Dạ không, em thích. Trời ơi. Tại sao bạn lại thích? Mình nghe mình hiểu thêm chị, mình hiểu thêm về cái người mình đang yêu ngày xưa như thế nào thế nào. Rồi mình hiểu rồi mình sẽ rút kinh nghiệm ra. Bạn nữ nói như vậy thì bạn thấy sao? Dạ đúng, cũng đó là cái quan điểm của em, là người phụ nữ bao giờ người ta cũng mưu cầu hạnh phúc rất là nhiều. Cho dù người ta, cho dù họ làm nghề xã hội chăng nữa, bao giờ cũng vậy, sẽ có một cái địa thời điểm họ vẫn mong muốn là họ sẽ một cái điểm dừng và hạnh phúc của họ sẽ đến lúc đó. Ý em nói là bình tĩnh. Sao ý sao? Ý sao nói lại đầu đuôi khúc giữa nó nghe chơi. Bây giờ em nói khúc cuối luôn đi. Rồi. Ý là ý sao? Vậy em là bây giờ về riêng bản thân mẹ em cũng vậy à. À, thì bao giờ ai cũng có cái sự mưu cầu và hạnh phúc hết, nên nhớ về cái hiện tại và mong muốn cái tương lai nó tốt thì cái điều đó em nghĩ là tốt hơn à. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà nói là yêu mà đúng ra thì em 2 mối tình. Hai mối tình. Dạ. Hồi nãy tôi nghe bạn nói là giống như mẹ em vậy đó. Dạ. Ủa tại sao bạn nói nó giống như mẹ em? Ba mất từ lúc còn rất trẻ. Ba mất là bị bạo bệnh mất. Cái cuộc sống của hai mẹ con này nó cũng tương đối rất là khó khăn vào cái thời điểm đó. Và kêu mẹ đi bước nữa thì mẹ không đi. Mẹ muốn là giữ vững cái tình cảm đó mà để nuôi dưỡng cái tinh tâm hồn của em tới hiện giờ. À vậy. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ phỏng vấn mẹ bằng Quang. Đâu mẹ bằng Quang đâu ạ? À? Dạ cháu chào cô ạ. À. Chào Quyền Linh. Hôm nay cô đến đây mong điều gì với con của mình? Coi nghe là mong với con tìm được một người với đối tượng đi đến với nhau. Từ hồi xưa giờ thì bạn Quang có dẫn bạn gái về nhà không? Có. Mấy lần rồi? Coi nghe là có một lần duy nhất là con nhỏ mà nó thương á. Nhỏ nào? Dạ thì nhỏ bạn nó thương á, thì có về nhà thương. À. Thì giờ tụi nó chia tay rồi cái là thôi luôn. Chia tay cô có buồn không? Thì con thì khi nó gọi lúc đó chia tay đâu dưới quê á à. Thì hai đứa nó về quê cứ lần nó chia tay là mùng mấy Tết á, thì nó gọi điện lên nó nói mẹ ơi con với Linh chia tay rồi. Nhưng mình nghe cũng tội nghiệp từ gì á, cái bạn nhỏ mà nó thương á mình cũng thích. Một tràng pháo tay dành cho mẹ của Quang. Cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ mình lại quay về cái chuyện quá khứ một tí nữa. Đó thì nãy giờ bạn ngồi đây bạn cũng nghe mẹ của bạn trai bên kia nói. Khi mà nhắc đến cái người yêu cũ đó, chắc chắn là có cái gì đó sâu đậm lắm đây nè. Có đến gia đình cho nên là cô mới xúc động như dạ. vậy. Thì bạn nghe như vậy, nếu sau này bạn về, bạn làm người yêu của bạn bên kia, rồi bạn có cảm thấy lo ngại gì không? Không biết là mẹ của anh ta có đồng ý mình hay không? Có thương mình giống như thương cái cô Linh kia hay không? Nó có là áp lực cho bạn hay không? Áp lực thì em nghĩ chắc cũng phải có một ít đó chị. Đó. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức. Có nghĩa là quá khứ nó cũng làm ảnh hưởng dạ. đôi chút đến tương lai đó chứ. Nếu nó dạ. không là không đúng. Dạ. Bây giờ đến với chương trình, bạn muốn tìm một người bạn trai của bạn là người như thế nào? Em muốn tìm một người đó giống như ngay từ đầu em có nói với chương trình là em á, thì em không rành về những cái giấy tờ ngoài xã hội, giống như là chị đi chứng này nọ thì em không rành. Thì em muốn người chồng của em cũng am hiểu về cái đó một tí xíu. Rồi. Còn đảm việc nhà là đơn giản như là có thể thay bóng đèn rồi ống nước, rồi thỉnh thoảng thí dụ em vắng nhà thì vẫn có thể nấu cơm tự ăn, hay là sau này thí dụ có con vẫn có thể nấu cơm cho con mình ăn mà không phải chờ em về.
Bên đây nhắm được không? Còn về ngoại hình. Ngoại hình đó hả chị, thì chỉ cần cao em 1m67 trở lên là được rồi. Em thích những anh chàng hơi đô con xíu, tại vì những anh như vậy em cảm giác là giống như là được che chở á chị. Có đô con không vậy? Ngon không? Rồi, rồi bây giờ anh thấy là cũng tạm tạm ổn rồi đó. Hai bên rồi bây giờ cũng chia sẻ cái quá khứ với nhau ha. Vấn đề còn lại là bây giờ bạn thích người bạn của bạn là mẫu người như thế nào? Mẫu người em thích là giống như là hiền hậu, đảm đang. Cái ngoại hình sao? Tính chất cái công việc của em cũng em tiếp xúc khá nhiều, quen này kia cũng nhiều. Thì ngoại hình em không quan trọng, tại vì nào giờ em quen cao anh em cũng có. Người cao nhất mà em quen sau cái kiểu là tìm hiểu thôi. Cô ta cao 1m68. Còn bạn cao 1m nhiêu? 65. Bữa đây người ta cần cao 67 nè. Thôi hụt rồi. Đô con nè. À. 65. Ủa chắc gặp chị nữa. Trời chắc giờ không muốn hả? Dạ. Không muốn tôi xuống à? Dạ, gặp chị nữa. Gặp nào mà nữa? Gặp trên TV phải không? Không có, này gặp thiệt. Gặp bên chung cư chị Quang Diệu á, chị vô chị chụp hình hoài mà. Biết nhà luôn, hay đi qua đây gặp ai bệnh? Gì vậy, điều tra lý lịch tôi chi vậy? Không có, em đâu có điều tra đâu. Em qua bệnh uống cà phê gặp chị hoài. Có không? Dạ. Rồi gồng tay lên tôi coi coi. Có đô không? Đô. Tôi kêu gồng tay tôi đâu, kêu ửa ngực cho đâu trời. Không, sở trường bạn lại gì nói gì thường nghe luôn đi. Dạ, muốn lửa. Hả? Múa lửa, múa thử coi. Dạ đây không có đậu cụ sao múa chị. Coi như anh Linh làm lửa đi. Không được đâu, đốt hết nguyên sân khấu này đó chị. Còn sao mấy cái chuyện riêng tư của người ta không được khai nơi công cộng nghe chưa. Nhiều chuyện. Thôi đàn ông nhiều chuyện quá tôi không thích đâu. Trời, tao thấy sao nói vậy đúng không? Rồi em thấy chỉ ngoài em nói không chứ chỉ ngoài. Chị qua thăm bạn trai mà đó. À vậy hả? Ừ, ừ, ghê vậy. Trời ơi. Tính nhìn kỹ thì giờ tôi kêu thông báo rồi nha. Nếu mà lùng bằng bạn được không? Không sao anh, có thể mang vài đụng có. Bây giờ bạn nghe bạn của bạn Quang nói, bạn có cảm nhận được điều gì không? Một con người sâu sắc. Sâu sắc? Dạ. Đúng vậy. Cảm ơn bạn, như đủ rồi. Sâu sắc là đủ rồi. Bạn chi khen bằng sâu sắc. Dạ. Mà bạn có sâu sắc thiệt không? Có sâu rồi, sắc chưa biết. Về nhà ngồi súng sống chung mới biết được sắc. Bây giờ nè, tôi nghe được rằng khi trong cái đơn tham gia chương trình, bạn nói là bạn hò rất là hay, đúng không? Bây giờ bạn hò thử coi. Hò gì vậy? Thì bây giờ đến với chương trình là bạn muốn hẹn hò thì cái vế sau là cái chữ hò đó. Dạ. Đâu hò thử coi. Hò. Buồn thương chiếc áo phong sương, đò ai không bến. Hò. Đò ai không bến, dân dương câu hò. Rồi, bây giờ đến lúc chúng ta hãy cho đôi bạn trẻ gặp nhau để xem họ cảm nhận thế nào như thế nào ở cái nhìn đầu tiên. Bạn đi kéo lên. Hai, ba. 2 phút bắt đầu. Hò. Ủa nhìn sao mới tặng. Nhìn kỹ mới tặng. Cảm ơn anh. Nếu nhìn không nhìn được không tặng hả? Dạ không, tại vì nãy giờ quên đây mất kiến. Chứ ra em bị cận. Thôi nhìn đi 2 phút. Dạ. Hiện tại giờ Mỹ Ngọc đang ở đâu à? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp. Nhà anh Quang ở đâu ạ? Hiện tại nhà ở quận 10. Cũng gần á anh. Gần hả? Gần. Gò Vấp ở đường nào? Dạ Phạm Ngũ Lão ạ. Không biết. Từ từ anh sẽ biết. Chắc chiều để qua đó chắc biết. Dạ. Nói nhìn đây thấy sao? Nói chung là đẻ từ trên xuống dưới thấy sao? Rồi số 1 hả? Còn anh thấy em sao? Giống như bó bông mình tạo vậy. Y chang bó bông luôn. Đỏ vậy hả anh? Đỏ vậy đó. Nó mặc màu tím hả? Ý người ta ví giống như cái bông vậy đó. Bông sao anh? Nó hẳn nó đi cho anh chị nghe kìa, đẹp chiều nó héo. Không. Chị kỳ quá chị cho. Thì giống như bông bông giờ đẹp chiều nó héo. Nó tươi. 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 Tươi hôm nay thôi đó. Anh có muốn hả? Muốn gì? Tìm hiểu em không? Thì đến với chương trình này khi gặp mặt như vậy thì để sau tiếng bấm rồi có ai có tìm hiểu không chứ. Ok anh. Vậy rồi hả? Rồi hết giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu để tay lên nút bấm.
suy nghĩ thật kỹ và nhấn nút. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì đúng chúng rồi, ta sẽ nhấn nút. Nếu chúng ta không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Và 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 Bình tĩnh. 3 Chúc mừng hai bạn, hy vọng rằng sau một quá khứ khá buồn, chúng ta sẽ có một cái niềm vui trước mắt. Niềm vui đó sẽ kéo dài bất tận. Chúng ta hãy nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu tiên. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều và hai bạn hãy chờ trong giây lát.